Xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dơ Quắt nha. Vâng, hôm nay đồng hồ Dơ Quắt của chúng tôi làm video để review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ thương hiệu Săn Dai đến từ Thụy Sĩ đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Dơ Quắt của chúng tôi. Vâng, thì trước mắt anh em cũng nhìn thấy rồi, đây là một mẫu đồng hồ với phiên bản là mặt vuông đó, là có bốn màu khác nhau, gồm có màu vàng, đờmi, mặt đỏ, mặt đen và mặt trắng, có đầy đủ các màu. Và bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một anh em nhé. Rồi, đến với mẫu đầu tiên trong buổi review hôm nay thì anh trước mắt anh em nhìn đây là một mẫu đồng hồ Săn Dai vừa mới ra mắt trong tháng 7 năm 2022 vừa rồi. Và đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá là rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn. Đây. Đấy, đờmi hai màu, giữa màu trắng và với màu vàng kết hợp với nhau. Đó, đây. Rất là chất luôn. Đây anh em nhìn này. Đó. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Vâng. Thì đây là một mẫu đồng hồ dành cho nữ giới, được thiết kế là vuông. Đấy. Và cái phần còng dây này, đấy, phần dây này được là những cái ô vuông với nhau. Có nghĩa là những mẫu đồng hồ này dành cho những bạn nào thích, vâng, thích sự khỏe khoắn và vuông vuông một chút để cho nó khỏe. Thì tôi nghĩ đây là một cái mẫu đồng hồ gần như là không thể là đẹp hơn được nữa rồi. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Vâng, đây. Rất là đẹp luôn. Rồi, ta sẽ tháo quả bông này ra để xem nào. Thì về thiết kế của mẫu đồng hồ này thì chị em cũng nhìn thấy đây. Đó. Là phần sườn bên cạnh thì được pha hai màu đờ mi với nhau, trắng vàng pha với nhau. Ok. Và về chức năng thì mẫu đồng hồ này là gồm có là giờ phút giây. Đó. Và được điểm 4 viên đá quý. Đây 4 cái viên đá quý ở 4 cọc số là 12, 3 và 6 và 9. Đó. Rất là ok luôn. Rất là nổi luôn nha anh em ạ. Và trong mặt dial này thì cũng được thiết kế một cái hình vuông. Đấy. Đây, một hình vuông. Rất là nổi luôn. Đấy, tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này. Kim là kim mút chì, được điểm dạ quang để sáng vào ban đêm cho chị em. Đó. Về mặt kính thì chất liệu kính là kính sapphire chị em nhé. Kính sapphire nguyên khối luôn. Đó, kính sapphire chống xước tuyệt đối. Độ chuyển nước là 3 TM, cho phép chị em đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Đấy. Đây tôi chạy này. Đó. Về size mặt của em này, đây tôi sẽ đo cho chị em xem. Đây, bây giờ ta sẽ đo size mặt của em nó nè. Em nó là có size mặt là 24 anh em nhé, 24 đi, size mặt 24. Vuông 24 24. Đó, vuông 24.2. Đó, vuông 24.2. Đó, 24 24.2 gì đó, đây, 24.2. Đấy tôi nghĩ là 24.2 là hợp lý hơn. Đó. Độ dày của em nó này là 7.2, rất là hợp lý so với cái mẫu đồng hồ này. Rồi. Về mặt sau của em nó này. Đây mặt sau của em nó. Mặt sau của em nó thì bao giờ cũng có thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này chị em nhé. Rồi, mã của em đồng hồ này là 9016SA. Đây. 9016SA thì anh em nhé. Đây. 9016SA. Đó. Thì đây là cái tem. Đây là cái tem xác thực nhà hàng chính hãng anh em nhé. Đây này. Đó. Săn Dai ship luôn. Vâng, thương hiệu Săn Dai này thì anh chị em cũng biết rồi, nó là một thương hiệu của Thụy Sĩ. Đấy, được sản xuất tại nước thứ ba. Đó, cho nên là giá thành của em nó cũng rất là hạt rẻ luôn. Vâng, giá của em nó thì là chỉ có 2.290.000. Đấy, chị em mua online chúng tôi sẽ sale cho chị em là 20% luôn. Vâng, các anh nào mà ga lăng mua tặng cho chị mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ không có gì tuyệt vời hơn rồi. Nó được thiết kế rất là đẹp luôn. Tôi rất thích ở hai cái phần gối dây của bên này. Đó, bên này và bên này rất là đẹp luôn này. Đó, những chị em nào mà thích sự khỏe khoắn, vâng, vuông vuông một chút mà đeo cá tính một chút thì tôi nghĩ đây là một cái mẫu đồng hồ tôi nghĩ là quá tuyệt vời luôn để mà các anh mua tặng cho các chị, hoặc các chị mua tự mua tặng cho mình hoặc cho bạn bè mình. Tôi nghĩ là rất là hợp lý luôn. Mà giá chỉ có 2.290.000, được sale 20% khi anh chị em đặt mua qua kênh YouTube và đăng ký kênh cho chúng tôi. Đấy thì chúng tôi sẽ sale cho anh chị em là 20% ở với cái mức giá này. Đây là giá chưa sale anh chị em nhé. Vâng, rất là đẹp luôn.
Thì mẫu đồng hồ này thì đây chị em thì cũng nhìn thấy rồi, nó cũng có rất là nhiều màu khác nhau. Đây là một màu khác của bốn mẫu này. Đó, đây là một màu đỏ. Ví dụ bạn nào mà thích sự cá tính nổi bật một chút đó, thích sự mà kiểu dạng như là nổi bật ấy, thì tôi nghĩ là đây là một cái màu rất là đẹp luôn. Đây, màu đỏ, đỏ rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp luôn. Đây, còng đỏ này. Đó, dây màu vàng này, đây. Trên khóa này, trên khóa là khắc logo sắc nét của Sunrise luôn. Đó, đây là hàng chính hãng nhá anh chị em nhá. Anh em nào mà vào đây là hàng nhái anh cả, tôi đền cho anh em gấp 10 lần luôn. Đây là hàng chính hãng của thương hiệu Sunrise luôn. Đây. Đó, thương hiệu Sunrise đến từ Thụy Sĩ. Vâng, giá của em này thì cũng vậy thôi, đều 2.290.000 được sale 20%. Màu đỏ thì khỏi bàn luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Lên tay thì khỏi phải nghĩ luôn. Các bạn nào mà có cổ tay cứ khoảng tầm 15, 14, 13 đeo mẫu đồng hồ này, tôi nghĩ không có gì phải bàn. Bởi vì size của nó 24 thì ai gần như ai cũng đeo được. Size 24, 24 thì quá là đeo dễ luôn. Rồi, đây là màu đỏ này. Đó. Rồi, sang đến màu thứ 3 trong buổi review hôm nay thì chị em nhìn đây. Ví dụ chị em nào mà thích chỉ thích nó đơn giản thôi, màu ví dụ là để nó không quá nổi bật, thì tôi nghĩ đây là một cái màu rất là dễ đeo luôn, dễ kết hợp với quần áo mọi cái. Màu đen và màu trắng thì tôi nghĩ là rất là dễ kết hợp rồi. Đây, anh chị em nhìn đây. Từ phần dây, phần khóa, cái phần chất liệu nhé, là chất liệu về chất liệu dây vỏ đều là thép 316L. Cho nên là anh chị em đeo thì hoàn toàn yên tâm luôn. Đấy, mặt kính là sapphire. Đó. Rất là đẹp. Tôi nghĩ là không còn nhiều gì phải chê ở cái điểm ở cái mẫu đồng hồ 9016SA này. Quá đẹp luôn. Đây. Cọc số này đều được đính đá hết, kim bút chì. Rất là đẹp, không phải bàn cãi cái gì cả. Quá là đẹp luôn. Anh chị em chỉ cần chọn màu thôi, tôi nghĩ là mẫu đồng hồ này dễ đeo kỳ luôn. Đó. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng, cũng là mẫu thứ tư trong buổi review hôm nay. Thì đây, trước mắt anh chị em nhìn đây là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là quá là sang chảnh luôn, dành rất là trẻ trung. Ví dụ các bạn nào cũng khoảng tầm 15 tuổi trở lên là đeo mẫu đồng hồ này được rồi. Cứ từ khoảng tầm 40 tuổi đổ xuống đeo mẫu đồng hồ này, tôi nghĩ là không còn gì trẻ trung hơn. Đấy, quá đẹp luôn ạ. Đây. Đây, anh chị em nhìn này. Quá là sang chảnh luôn ạ. À, màu này và màu đen, này hai màu này cũng quá sang chảnh luôn. Này, ví dụ bạn nào mà thích nó trẻ trung thì tôi nghĩ là lên lấy cái màu trắng này. Còn bạn nào mà thích nó cá tính mà nó trầm trầm một chút thì để dễ kết hợp quần áo mọi cái thì tôi nghĩ là màu đen này cũng rất là hợp lý luôn. Đó, rất là trẻ trung. Đó. Ok. Đây là, đây, anh chị em nhìn này, những cái hình vuông được thiết kế rất là đẹp luôn. Mà từ trước đến giờ là Sunrise chưa bao giờ có cái mẫu như thế này. Mà bây giờ nó mới ra được cái mẫu này, tôi đánh giá là rất là cao luôn về cái thẩm mỹ của nó. Thì cái phiên bản đồng hồ 19016SA này thì nó gồm có một cả phiên bản là đính đá ở viền benzen này. Đấy, đính đá viền benzen này. Thì cái phiên bản đấy thì tôi sẽ làm video cập nhật với anh chị em sau. Vâng, tôi đang có cái phiên bản là không đính đá. Đấy, không nạm đá ở hai bên viền benzen này, cho nên là vâng, thì cái phiên bản có đính đá thì tôi sẽ làm video để giới thiệu với anh chị em sau này. Vâng. Ok, rất là đẹp đúng không ạ? Về kích thước thì bốn mẫu này đều giống nhau bởi vì nó cùng một mã với nhau mà, cho nên nó chỉ là khác màu thôi. Đó, thì hôm nay tôi giới thiệu với anh chị em bốn mẫu này, bốn màu này để cho anh chị em có thể lựa chọn cho mình một vài màu để mà làm quà tặng cho mình hoặc cho người thân. Rất là đẹp luôn. Giá cả thì cũng đều giống nhau thôi. Vâng, thế đi kèm với sản phẩm của chúng tôi thì bao giờ là cũng có một chiếc thẻ bảo hành chính hãng đây. Đây, đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế nhé. Đây, thẻ bảo hành quốc tế luôn. Đó, này. Đó, Sunrise đây. Vâng, còn đằng sau này là thông số kỹ thuật của em nó. Đó. Thế sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ giữa quắt của chúng tôi. Đây, chị em này. Đó. Thì có địa chỉ rõ ràng luôn. Vâng, anh em bảo mua trên mạng thì sợ này sợ nọ, nhưng mà chúng tôi bán hàng này cũng lâu năm rồi, là thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi có địa chỉ rõ ràng, có địa chỉ để bán hàng rõ ràng với cho anh chị em, cho nên anh chị em hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là có số hotline này, thứ hai có công ty các thứ đầy đủ này, thứ ba là có website này đầy đủ cho anh chị em để mà anh chị em mua có thể là lên xem những cái mẫu khác ở trên website của chúng tôi đều có, những thương hiệu khác và mẫu khác đều có nhé. Và có địa chỉ đây, bán hàng tại tầng G trung tâm mại Garden này, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì này, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này. Đấy, và tầng hầm trung tâm thương mại Savico, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đó. Thế thì
cái địa chỉ ở chỗ Vinpec này thì hiện tại chúng tôi đã được chuyển nó về bên Savico Long Biên. Địa chỉ là số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và cái địa chỉ này hiện tại trên cái các vị trí thì chúng tôi vẫn chưa đổi, cho nên là nó vẫn còn nằm ở đây. Vâng, ngoài ra nữa thì là có cả một chiếc hộp chính hãng của Sanjay đây. Đó, đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sanjay nhé. In nhũ sắc nét luôn. Đây, rất hoa văn, rất là đẹp. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đây là một chiếc hộp chính hãng của Sanjay. Đấy. Vâng, trên 4 mẫu này anh chị em kết mẫu nào thì có thể comment dưới video này, hoặc anh chị em có thể gọi điện cho chúng tôi qua số hotline Zalo trên màn hình. Vâng, để chúng tôi gửi hình ảnh trực tiếp cho anh chị em để anh chị em có thể là xem trực tiếp luôn. Vâng, thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dưới mắt của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về những sản phẩm mới trong thời gian tới anh chị em nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.